Hello, xin chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh Minh Huệ Hàng Thao Máy. Bên em chuyên cung cấp linh kiện hàng thao máy công nghiệp của Hàn Quốc, Nhật Bản. Chỉ là hàng thao máy công nghiệp thôi nha các bác, không có hàng bãi. Em không kinh doanh hàng bãi. Không kinh doanh hàng bãi Nhật nha các bác. Hôm nay chủ yếu là lên cho các bác một ít nguồn và một ít át chống giật khác nữa của Nhật này, LS này, của thằng Hàn Quốc này, và có ít đồ là lạ như mấy con tinh chỉnh kiểu khác như đợt trước. Có vài con đợt trước các bác mua rồi, có con như con kia thì các bác mua rồi. Ok, em xin vào chi tiết cho các bác một ít đồ nhé. Trước tiên lại em lại có một ít lọc nguồn nhé. Lọc nguồn con này 5A của Hàn Quốc nhé, điện 250V nhé. Hôm nay chỉ có lọc của Hàn Quốc thôi nhé, không có lọc điện 110 đâu, chỉ lọc điện 220V thôi. Đấy, nó là 250V 5A này, Made in Korea này, hãng là Phisangenic. Con này 5A giá là 775k nha các bác. Ok, bác nào quan tâm thì chụp ảnh gửi Zalo giúp em. Hình thức rất là đẹp nha các bác, mới đẹp. Ok nha. Con số 2 này, 10A, giá 100k này, cũng của Phisangenic thôi, Made in Korea nhé. Ngay chỉ có hàng của Hàn Quốc thôi nha, lọc của Hàn Quốc thôi các bác nhé. Con số 3 cũng 10A. 10A thì em bán 100k, 15A em bán 150k và hình thức rất đẹp nhé. Bác nào ưng thì chụp ảnh gửi Zalo giúp em. Con số 4 này, 15A nhé. Cũng của Hàn Quốc nha các bác nha, Made in Korea này. Đây nha, Made in Korea nha. M số 5 cũng 15A 150k nhé. Hình thức là đẹp còn mới nhé. Nó chân này, chân dạng cắm rắc nha các bác, hoặc hàn trực tiếp. Của nó là nó hàn nên là em đã dỡ các mối hàn ra rồi, thì các bác về có thể cắm rắc vào đây hoặc là hàn trực tiếp cũng được nha các bác. Rồi, hôm nay em có một ít át chống giật của loại át mới nha các bác, không như mấy con át chống giật kia. Át này là át lắp mà vừa những cái tủ, những cái ổ điện, những cái hộp điện ở gia đình ấy. Át 15A nhé, 100k một cái nha các bác, Made in Korea nhé. Đó, hàng của LS nhé, LS Hàn Quốc nha các bác. Hàng LS Hàn Quốc chuẩn luôn nhé. Đó, con này thì có hai loại, có hai con, một loại là có loại cài và loại này là loại bắt vít. Đây này là loại bắt vít này, còn loại này là loại át cài và có thanh này và cũng vừa bắt vít được. 100k một con nhé, 15A. Cho các bác về nào về lắp bình nóng lạnh nhé, 15A lắp bình nóng lạnh là ok hết rồi nhé. Mình chỉ cần lắp bình nóng lạnh 15A thôi, các bác không cần phải lắp đến 20A hay 25A là gì cả. Chỉ 15A là rất là an toàn nhé, quá công suất là tự ngắt nhé. 15A thì các bác dùng được cho bình khoảng 3.000, hơn 3.000W nhé, 3.500W thì đấy.
chống giật nha các bác. Ok, đây là một con chống giật nữa của Hàn Quốc. À nhầm, xin lỗi các bác, con này là con chống giật của Nhật Bản nhé, 40A của Nhật nhé, giá 400k nha các bác, 40A của Nhật. Con này có chống chập và chống giật nhé, chống chập và chống giật nhé, của Nhật Bản nha các bác. Hàng tháo máy của Nhật Bản chứ không phải là hàng bãi đâu các bác. Các bác để ý là phân biệt một cái hàng bãi Nhật và cái hàng hàng Nhật xuất nó khác nhau một chỗ. Đó là các bác xem cái dòng điện đây này. Đây có cái chỗ dòng điện này. Nếu mà hàng bãi Nhật, hàng nội địa Nhật ấy thì nó chỉ ghi là điện AC 100V đến 200V thôi. Còn nếu mà hàng Nhật xuất khẩu đi ấy, hàng Nhật xuất đi các nước châu Á dùng điện 220V ấy, thì nó sẽ ghi là AC 110 đến 220V. Thông tin các bác, nhà bác nào có cái áp nội địa Nhật ấy, áp bãi Nhật ấy, các bác cứ xem, nó chỉ ghi đến 200V thôi, không bao giờ quá 200V được các bác nhé. Đó, rất đẹp các bác, hình thức đẹp này, Made in Japan này. Đây là em đã dán tem của em vào rồi. Rất đẹp như mới nha các bác. Chỉ nhất một con nha các bác, 40A này. Bắn nào về làm tổng thì làm lắp sau tổng thì quá ok. Ở đây một con chống giật nữa của Hàn Quốc, 50A nhé, mã số 3 cũng 400k. Hình thức thì tem thì có thể là hơi xấu một tí, nhưng em bao chất lượng cho các bác nhé, chống giật chống chập nha. Đó, số 3 400k, quá đẹp. Con này có thể cài được nhé, con này là con át cài nha các bác, át cài và bắt vít cũng được nha các bác, đẹp như mới nha. Tem thì hơi xấu tí thôi. Ok, tiếp điểm bằng đồng nhé, còn nguyên sơn này. Số 3 400k nhé, 50A của Hàn Quốc nha các bác, LS Hàn Quốc. Tiếp tục là một con LS của Hàn Quốc nữa, 50A. Con này là con ắt thường thôi, ắt chống qua tải thôi. Đó, các bác nào về lắp con này đừng trước, xong đến lượt con này, đây nó lắp như thế này thì rất là an toàn nha các bác. Đó, vừa chống chập vừa chống giật đây rồi. Con này là tổng nữa, 400k nha các bác, thông số như trên hình nha các bác, của Metasoy nhé, Metasoy ABS 52C nhé. Các bác có thể tra Google biết thêm thông tin nhé, Made in Korea nhé, 50A. Cái con 3 pha 15A này em còn 10 con nữa thôi nhé các bác. Trước em vài chục con thì em bán gần hết rồi. Nội thất thì các bác xem lại video cũ giúp em. 15A 60K con này nhé, 3 pha. Cho các bác nào dùng những cái thiết bị nhỏ, 3 pha nhỏ nha các bác. Tiếp theo là em lên những con nguồn tổ ong nhé. Nguồn tổ ong này, lên nhanh nguồn tổ ong nhé, vì nó chỉ có công suất thôi. Và hình thức nó như thế nào các bác? 24V 10A này, 250k nhé. Chụp ảnh gửi Zalo giúp em nhé, 250k này. Con này duy nhất một con nhé. Hình thức này đẹp như mới nhé, đẹp quá tuyệt vời luôn nhé các bạn. Đó, 24V 10A, 250k. Năm vôn 26A 160k nhé, hình thức như mới nhé. Nguồn tổ ong của ông Manuel nhé, em chủ yếu kinh doanh của hãng Manuel thôi, chính hãng, sản xuất tại Trung Quốc, nhà máy đặt tại Trung Quốc nhé các bạn. 26A 5V 160k nhé. Đó,
Con này là con 36V 12,5A. 36V 12,5A, 450k nhé. Con này cho bác nào dùng những cái nguồn để làm cái nguồn cho cái máy cấp nguồn đa năng đấy. Các bác chế cái máy cấp nguồn đa năng thì tuyệt vời. Chỉ cần 12A là được. 450k con 36V 12,5A của Mehanwell nhé, mã SE450-36 nhé. Các bác có thể cấp điện vào từ 100 hoặc 120V và 200 đến 240V. Đó. Tùy ý nhé. Lấy gạt ở bên nhé. Hình thức rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là một con 5V 36A, à quên, 5V 60A. Mã là NS350-5 của Mehanwell luôn nhé. Tất cả là đều có chất áp điều chỉnh đèn báo đàng hoàng nhé. Đó, công tắc gạt nguồn 110-220. Hình thức rất là đẹp, giá 350.000. 5V 60A giá 350.000 nhé. Tiếp theo là con 5V 30A này, 250.000 này. À, hình thức cũng rất đẹp, không có gì phải là chê trách cả. 5V 30A nhé, 250.000. Con này thì em có 5 con 5V 30A, 5 con nhé. 5V 60A cũng 5 con nhé. 36V 12A thì em có 7 con nhé. 7 cái nguồn đây các bạn. 12V 17A này, 280k nha các bác. Cũng như thế thôi. Hầu như là của Mehanwell thì nó từ dùng được hai loại điện 100 đến 120 và 200 đến 240, dùng bằng cái chạt này đây nhé. Hình thức rất đẹp, 280k 12V 17A. Em có 4 con này, 4 con 12V 17A nhé. Khách nào cần thì liên hệ em, hình thức rất là đẹp. Ok, còn tiếp theo là con 24V 6,5A 180k nhé. Con này em chỉ còn có 5 con thôi. 5 con nguồn này rồi. 5 con nguồn là hết rồi đấy. Không còn nữa rồi các bác nhé. Bác nào cần có loại 24V 6,5A thì liên hệ em nhé. Hình thức cũng rất là đẹp. Em hàng toàn tuyển chọn luôn. Ok, hết cái nguồn tổ ong rồi nha các bác. Hết nguồn tổ ong. Đây, em có một con này. Một con lọc nguồn khủng nhá, 60A nhá. Made in Korea này. Đó, bác nào làm âm thanh thì liên hệ em nhá. Liên hệ em mua con này làm âm thanh nhá. Quá tuyệt vời luôn, cho cả những cái dàn âm thanh lớn đi đánh sự kiện nhá các bác. Bác nào cần thì liên hệ em. Đó. Liên hệ em báo giá con đấy nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo em có mấy con diode của Semicron. Đấy, Semicron này. Mã là SKN130/12 này. Ừ, con này bác nào về dùng làm sạc ắc quy thì quá tuyệt vời nhé. Đó, bác nhìn thấy đẹp không? 50.000 một con nhá. Đó, 50.000 một con này. Mã SKN30/12 nhé. Dòng của nó hình đâu đó là tầm 130A. Mã này là bản 130A nhé. Có 2, 4, 6 con nhé. 50k một con nhé. Em có 4 con đồng hồ này. Đây, 1, 2, 3, 4. 4 con đồng hồ đo dòng một chiều từ 0 đến 5A thôi. 30.000 một con nhé. Rắc cắm ở đây, hai rắc để đo dòng ở đây. Ok. Bác nào chế cháo được những cái máy cấp nguồn này, hoặc là đo dòng điện của các motor này thì liên hệ em nhé. 30k còn chụp ảnh gửi Zalo cho hàng giúp em nhé. Rồi, em có mấy cái khóa laptop nha, khóa laptop của Hàn Quốc nhé, mã số này, khóa laptop mã số của Hàn Quốc nha. Đó, cái này chốt vào cái laptop, chốt vào cái lỗ của laptop. Bác đợi tí em kiếm cái laptop để chốt cho các bác xem nhé.
Đây các bác nha, những con laptop ấy thường là có những cái chốt như thế này này. Đây là những cái khóa laptop của nó. Đấy. Đấy nha. Bác xoay ngang cái giật không ra được được các bác nhé. Khóa này dùng để khóa laptop ID à. Bác ở bên Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thường là đi đâu ấy, người ta tránh cướp giật ấy. Ví dụ hoặc là để ở bàn này, để ở bàn làm việc hoặc cái ban tối thì thường là khóa lại để tránh trộm vào giật mất đấy. Đấy, họ khóa khóa rất chắc chắn nhé. Có thể đổi mật khẩu nha các bạn. Chết rồi, em muốn quay nhầm mật khẩu qua đây. À, đây. Rồi, ok. Đó, mở ra nhé các bác. 50k một cái thôi. Quá quá rẻ luôn. Quá laptop 50k một cái. Ba cái nhé. Ba cái kho laptop nhé, 50k một cái nhé. Bác nào cần thì liên hệ em nhé. Chụp ảnh gửi Zalo giúp em nhé. Em sẽ hướng dẫn cụ thể cách đổi mật khẩu cho các bác nhé. Con sạc bot nhé các bác. Sạc bot 300k nhé. Mã là GAL gạch ngang 18V40 nhé. Điện 220V nhé. Sạc được từ 10 đến 18V nhé. Đó. Rồi, okay, em để những con nguồn, những con át ở đây. Để em tiến vào những con tinh chỉnh. Con khỏ kìa, em bán rồi nha các bác. Khỏ bán rồi nhưng mà em chưa đem đi được. Có khách, có bác khách ở gần nhưng mà em chưa đem qua được. Đèn thì còn duy nhất một con thôi nhá, 200k. Video trước em có giới thiệu rồi, em có mở chi tiết cho các bác rồi. Mở bên trong đường dây cho các bác nhé. Em có bốn cái thanh cầu đấu này, này bốn cái rất là nhiều đấu điện nha, 100.000 bốn cái nhé các bác, 100.000 bốn cái này nha. Đó, bác nào cần liên hệ em nha, 100k chụp ảnh gửi Zalo giúp em, 100k, 1, 2, 3, 4 này, quá rẻ nha, quá rẻ cho cái này nha. Đó, tiếp theo em lên đi tinh chỉnh nha các bác, tinh chỉnh này. Tinh chỉnh này, tinh chỉnh số 1 200k này, kích thước của nó là 5 cm này. Nhân 3 cm này, chiều dài cả của nó là 10 cm này. Đó. Tinh chỉnh của nó này 200.000 này, cái này đợt trước em cũng có rồi, hôm nay lại về được. Tiếp theo lại về được cái này nhá. Ta chỉnh bằng cái này. Và chỗ đây là chỗ cố định. Này là cố định, hãy chỉnh di chuyển. Cái này các bác nào mà làm CNC nhá, CNC hoặc những cái gì cần cần chỉnh cái này thì quá là tuyệt vời nhá. Vì 200.000 nó không đáng bao nhiêu so với khi mà các bác làm lệch một cái khuôn để các bác chỉnh lệch cái khuôn, chỉnh tay mà bị lệch cái khuôn để CNC ra nhiều thiết bị ấy. Không đáng bao nhiêu so với những các bác làm chỉnh như thế rồi các bác nha. Hai tiếp theo à, còn à, số 2 cũng 300k à, cũng 200k nhé. Kích thước là 6 nhân 4 này. Này có thêm một cái đế sắt ở dưới nhá, đế nhôm ở dưới nhá, nhân 3 này. Cũng chỉnh như thế này nhá. Và đây là cái chốt. Bên này là cái chốt nhá. Đó, chỉ chỉnh được khoảng 3 cm thôi. Hai ba 4 cm nha, chỉnh được 4 cm nha các bác. Đó, hết cỡ 200k nha, chụp ảnh gửi Zalo giúp em nha. Số 2 này có không con nào giống con nào cho các bác. Số 3 à, con này với con này thì giống nhau nhưng mà có nghĩa là những cái lỗ bên trên bắt vị trí thì nó khác nhau. Kích thước là 9 nhân 4 này nhân 3 nha. Vẫn cũng có kèm thêm một cái đế nhôm ở dưới nhá, để cho các bác bắt xuống dưới nhá. Đó, cũng tinh chỉnh.
Số 3 300, số 3 250k nhé các bác. Số 4 thì là 400k nhé. Nó là hai thớt, các bác có thể chỉnh XY được. Đó. Đây, như thế này. Kích thước là 9 x 4, cũng 9 x 4 x 2 nhé. Nhân 2 thì nhân 2 thớt là lên nhân 4,5 mà. Cả thớt này sau lên 4,5. Nhân 4 nha. Và thêm cái đế nữa là 4,5 nha các bác. Chỉnh XY này. Chỉnh 8 cm nhé, con này hành trình chỉnh đi được 8 cm nhé. Mới đẹp nha các bác, 400k này. Con này thì giống con số 3. Nhưng mà con này nó lại vát cạnh. Con số 3 thì nó lại bằng cạnh nha các bác. Đó. 250k nhé. Còn con vát cạnh. Ok các bác nha, con này nó chỉ vát cạnh đi thôi nha. Còn nó giống con số 3 nhé. 250k. Và đây có con đèn, em còn duy nhất con này thôi nhé. Đèn duy nhất một con. Con khò bán rồi. Còn con bể thiếc rồi. Đó, còn duy nhất một con 200k nhé. Bác nào cần liên hệ em nhé. Quạt chạy ok. Rất sáng. Em có hai con trục dép chế máy hàn xeo số 2 và số 3. Số 1 em bán rồi nhé, hình thức là nó bị móp tí như thế này nha các bác. Đó. À, nhìn được trước thì quá đẹp, không vấn đề gì cả. Nhôm bên dưới là thép nhé, bên trên là nhôm. Con này thì cũng bị à như thế này nhé, xước sát như thế này nhé. Đó, 400k một con nhé. Em có thêm con cần này, con cần cát MW2 này, tại chế nguồn cắm sạc trực tiếp nhé. Bác nào con này chỉ dùng được đến 3 kg thôi, bác nào cần thì inbox em sẽ bán cho con này nha, vì em có con cần lớn hơn rồi, con này không dùng nữa, cát của Hàn Quốc nhé. Rồi, ok. Các bác nào cần món nào thì chụp ảnh gửi Zalo giúp em nhé. Mới quay chi tiết từng món. Bác nào cần thì cứ chụp ảnh gửi Zalo giúp em. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký và nhấn nút theo dõi, nhấn nút chuông theo dõi video. Em đăng video thì nó sẽ thông báo cho các bác. Ok, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các bác.